Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu của Ngài trên thập tự giá. Ngài chịu đau đớn và Ngài đã chết để chúng ta được tự do đến với Ngài và được tha thứ hết mọi tội lỗi và được đổ đầy Đức Thánh Linh. Ta là nguồn nước của sự sống. Hãy đến cùng ta và uống miễn phí. Hãy đến cùng ta, ta sẽ làm con sống động. Ta sẽ chữa lành con. Ta sẽ nâng con lên. Hãy đến cùng ta, ta sẽ làm thỏa những điều lòng con ao. Và ta sẽ không cướp từ con đâu. Sẽ ban cho bạn sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy Thánh Linh trên bạn. Bởi Thánh Linh Ngài sẽ dẫn các bạn vào mọi chân lý. Thánh Linh Ngài bày tỏ những gì sẽ đến, bày tỏ những khải tượng, ước mơ, kế hoạch dành cho cuộc đời bạn. Thánh Linh Ngài sẽ dạy bạn. Thánh Linh Ngài sẽ chỉ dẫn bạn và dinh dưỡng bạn đi trong con đường thẳng dẫn đến sự sống đời đời. Hãy nước mắt trong đời sự porque tú tomas la decisión de habitar en su presencia. Ngài sẽ bày tỏ sự quý hiển, sự tốt lành của Ngài ở trước mắt bạn. Él hará su gloria o su bondad pasar sobre ti. Texas, thanh niên nước Mỹ thuộc về Chúa Giêsu.